Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Tức Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Phạm Đức Ấn. Phạm Đức Ấn sinh ngày 1 tháng 2 năm 1970, giới tính nam, quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, dân tộc Kinh. Ngày vào Đảng ngày 11 tháng 1 năm 2000, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng tài chính, chức vụ ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đại biểu quốc hội khóa 15. Tóm tắt quá trình công tác: tháng 9 năm 1989 đến tháng 9 năm 1994, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Tháng 10 năm 1994 đến tháng 3 năm 2004, chuyên viên phó trưởng phòng. Từ tháng 7 năm 2000, phó trưởng phòng phụ trách từ tháng 10 năm 2001. Phòng pháp chế chế độ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Tháng 3 năm 2004 đến tháng 9 năm 2006, bí thư chi bộ, trưởng phòng pháp chế Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Tháng 10 năm 2006 đến tháng 6 năm 2009, bí thư chi bộ, giám đốc ban pháp chế Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Tháng 7 năm 2009 đến tháng 5 năm 2011, ủy viên ban cán sự đảng Ngân hàng tỉnh Hưng Yên. Từ tháng 9 năm 2009, bí thư đảng ủy, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam VALC. Tháng 6 năm 2011 đến tháng 8 năm 2012, phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam VALC. Tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013, phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, tổng giám đốc Ngân hàng Liên doanh Việt Nga VRB, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam VALC. Tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2014, phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam VALC. Tháng 6 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, ủy viên ban thường vụ đảng ủy. Từ tháng 8 năm 2015, phó chủ tịch hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2018, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Từ tháng 8 năm 2018, tháng 1 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, bí thư đảng ủy, đảng bộ, bộ phận văn phòng. Từ tháng 3 năm 2019, chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Tháng 5 năm 2020 đến nay, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương. Từ tháng 10 năm 2020, chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ 7. Từ tháng 12 năm 2020, ủy viên ban thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đến tháng 12 năm 2020. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.